người. Chúng ta sẽ chờ thêm một vài người nữa để chúng ta bắt đầu nhá. Đang chờ. Chúng ta đang chờ. Chúng ta sẽ chờ một vài người nữa để chúng ta bắt đầu livestream ngày hôm nay nhá. Livestream ngày hôm nay sẽ rất là thú vị đấy mọi người ạ. Wine tasting cùng Thanh Dung, những chai vang hồng thơm ngon ngọt ngào sẽ được khui trong buổi trưa ngày hôm nay để mọi người cùng cảm nhận cùng Thanh Dung nhá. Mọi người đã ăn trưa chưa ạ? Chị sẽ tự điều chỉnh. Đấy, chị các tự điều chỉnh. Hello, mọi người đã ăn trưa chưa ạ? Bây giờ là 12 giờ đúng không? Mọi người có thể là vừa ăn trưa vừa xem livestream của Cao Minh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khui một chai vang hồng rất là thú vị. Một chai vang hồng rất là đẹp ạ. Đây ạ, một chai vang hồng mới có và Cao Minh mới nhập về đây ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui chai vang này nhá mọi người nhá. Đừng truyền nó kém hay sao, chưa thấy người xem rồi. Phát chưa? Mọi người kiểm tra xem là ổn chưa? Ôi cái link này đẹp quá. À. Hello, xin chào mọi người. Có lẽ là buổi trưa là mọi người ăn trưa đúng không? Hy vọng là chờ một xíu chúng ta sẽ đông người xem hơn. 12 giờ 7 phút là mọi người đang bắt đầu ăn trưa rồi. Xin chào các bạn ạ. À đây mọi người đang xem rồi. Xin chào các bạn đang xem livestream của Cao Minh ạ. Bây giờ là hơn 12 giờ, chắc là mọi người cũng đang ăn trưa đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau khui một cái chai vang hồng. Vâng ạ, ly rất là đẹp ạ. Ly ngày hôm nay rất là đẹp ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khui một cái chai vang hồng rất là ngon. Làm và Thanh Dung sẽ hướng dẫn mọi người về việc thưởng thức một chai vang hồng như thế nào. Thì từ trước đến giờ không biết là mọi người có khái niệm gì về vang hồng chưa? Mọi người đã từng có khái niệm về vang hồng chưa? Có nhiều bạn đã từng uống vang hồng chưa? Và trải nghiệm với chai vang hồng với style như thế nào ạ? À, các bạn có thể cho Thanh Dung biết được là những cái khẩu vị mà các bạn đã từng trải nghiệm nhé. À, xin chào các bạn đang xem livestream ạ. Chào bạn Đô Lương, chào bạn Mạnh Hoàng nhé. Xin chào Vũ Mạnh ạ. Chào các bạn đang xem livestream buổi trưa ngày hôm nay. Cao Minh sẽ cùng khui với các bạn một chai vang hồng rất là ngon, rất là ngọt ngào như thế này ạ. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức một chai vang hồng vào buổi trưa ngày hôm nay nhé. Trước khi thưởng thức chai vang hồng thì các bạn có thể nhìn thấy trước mặt màn hình đây sẽ là một cái xô đá. À, xô này là xô Amerigo của Đức nhá. Cái xô đá này rất là đẹp ạ, nó rất là bền. À, hàng Đức thì các bạn biết rồi, cái tiêu chuẩn chất lượng của nó rất là cao. Nên khi mà làm ra một cái xô đá như thế, các bạn yên tâm tuyệt đối về mặt chất lượng của nó nhé. Về mặt mẫu mã hình thức cũng rất là đẹp ạ. Thì Thanh Dung hôm nay sử dụng luôn cái xô đá này để cho các bạn xem luôn ạ. Xin chào Thanh Hà, chào các bạn đang xem ạ. Ngày hôm nay mình sẽ cùng khui một chai vang hồng nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ đón cái chai vang hồng ngày hôm nay. Nếu mà bạn nào mà ưa thích một cái hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng, thanh thanh, mùi hương, nhất là mùi hoa hồng lên rất là rõ, mùi hoa hồng tươi mới, trẻ trung, thì cũng có thể là theo dõi livestream ngày hôm nay để chúng ta có thể cảm nhận nhiều hơn những cái hương vị của những chai vang hồng như thế này nhé. Chai vang hồng rất là đẹp đấy ạ. Các bạn có thể thấy, xin chào Nguyễn Hà Trang ạ. Xin chào Thanh Huy, chào em. À, đây là những chai vang hồng mà Thanh Dung sẽ khui trong buổi trưa ngày hôm nay nhá. Trước khi khui thì mình đã ướp trong với rất là nhiều đá như thế này ạ. Đó, mình hy vọng là vừa cho chai rượu vang về nhiệt độ là từ 4 cho đến 6 độ. Với những chai rượu vang như thế này thì chúng ta sẽ phải ướp rất là lạnh nhá. Các bạn nhá, chúng ta sẽ phải ướp rất là lạnh ạ. Ướp vào một cái xô toàn đá như thế này đấy ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên livestream nhá. Xin chào Thúy Xuân. Chào các bạn đang xem livestream của Cao Minh nhá. Các bạn hãy thả tim cho giúp mình ạ. Nếu các bạn đang xem thì các bạn hãy thả tim nhá. Mình giới thiệu qua cái chứ trong quá trình mình chờ cái chai vang này nó đạt đủ độ lạnh thì chúng ta sẽ giới thiệu qua về chai vang này cũng như là những cái sản phẩm xung quanh nó nhá. Như các bạn nhìn thấy một cái xô đá nó rất là đẹp như này đúng không ạ? Nếu mà ở nhà mình mà có một cái xô đá như thế này cũng sang chảnh đúng không các bạn?
Đó, xin chào Phạm Thế Bảo, chào các bạn đang xem livestream của Cao Minh. Trong cái bộ của sô đá này nó bao gồm có một cái thìa xúc này. Huynh lấy giúp chị nào, một cái thìa xúc này, một cái nắp đúng không? À, nó sẽ bao gồm cả cái kệ ở bên dưới để mà chúng ta phân biệt giữa lượng đá ở trên và lượng nước ở dưới các bạn nhé. Xin chào Thúy Xuân, chào Thanh Huy, chào Phạm Thế Bảo, xin chào các bạn đang xem livestream của Cao Minh. Đó, chúng ta sẽ bao gồm một cái nắp này nữa nhé. Một nắp này và một cái gắp gắp đúng không Huy? Em lấy giúp chị một cái gắp nào. Đây là một cái gắp nhá, mình còn chưa bỏ cái gắp đá này ra luôn. Cái xô đá này mới tinh luôn ạ. Đây, nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái phụ kiện như vậy. Và một cái xô đá như này rất là sang chảnh khi mà chúng ta bày ở nhà, khi mà có một cái bữa tiệc mà mời mọi người đến đúng không? Chúng ta bỏ đá vào, bỏ những chai sparkling vào như thế này thì thực sự là rất là sang chảnh đấy mọi người ạ. Cực kỳ là sang chảnh. Mình thấy rất là thú vị đấy ạ. Ok, đây là cái chai vang hồng mà mình muốn giới thiệu với mọi người trong ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ cùng quan sát những cái chai vang hồng này nhá. Mình sẽ kéo camera ra xa một chút ạ. Đó, để mọi người cùng nhìn nhá. Ok. Ok, đây mọi người có thể nhìn thấy mọi người có thể nhìn thấy những chai vang hồng rất là rõ đúng không ạ? Trên camera thì nhìn nó vẻ hơi nhạt, không biết camera của mọi người như thế nào. Cũng có nhìn khá là rõ đấy. Mình đang sử dụng cái iPhone 11 Pro Max thì không biết là cái chất lượng hình ảnh của nó có tốt không. Tuy nhiên là trên thực tế thì cái chai vang hồng này nhìn rất là đẹp. Nó nhìn như là một viên ngọc đúng không bạn? Có rất là nhiều bạn chọn chai chỉ vì nó đẹp. Thì những cái chai vang như thế này cũng đạt những cái tiêu chí về cả hình thức lẫn chất lượng các bạn nhé. Chai này rất là hay đấy ạ. Ok. Chào các bạn đang xem. Không biết là đã đủ độ lạnh chưa? Mình sẽ giới thiệu qua về chai vang này cho các bạn xem nhé. Ok, các bạn lưu ý giúp mình ạ. Mình sẽ giới thiệu ạ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái chai vang này ạ. Nào. Đây là chai vang Abazia. Các bạn có thể nhìn thấy Abazia, chữ nổi rất là rõ, Rolled Stone. Tiếng Ý đọc là Dolce đúng không? Tiếng Ý thì chúng ta hay đọc là Dolce. Cái chai vang này là đây là một chai vang ngọt, vang sparkling sủi, ngọt nhẹ, dịu nhẹ các bạn nhé. Nó vừa là sparkling, nó vừa là vang ngọt, nó vừa là như mình vừa nói đấy ạ. Sparkling có nghĩa là vang sủi bọt, sẽ tạo cho bạn cái cảm nhận rất là thú vị về một cái chai vang uống khai vị, hoặc là chúng ta có thể dùng là một cái chai vang uống tráng miệng cũng rất là phù hợp các bạn nhé. Chai vang nhìn có vẻ chắc chắn nhỉ, vang nổ à bạn? Đây chính xác là vang nổ đấy bạn ạ. Cũng có thể gọi là vang nổ nhá, nhưng mà nó không có tiếng nổ thật là lớn như là những cái chai vang mà chúng ta hay dùng ở đám cưới đâu ạ. Bởi vì những chai vang này dùng để thưởng thức chứ không dùng để mà chỉ là khui đám cưới đâu các bạn nhá. Cho nên nếu như các bạn nào mà thực sự muốn cái âm thanh nổ mạnh của nó thì chúng ta phải xúc lên rất là mạnh. Như thế nhưng mà có nghĩa là trong quá trình mà chúng ta xúc lên như vậy thì cái bọt khí nó trào ra ngoài và cái rượu vang nó bị trào ra ngoài rất là lãng phí. Rất là lãng phí nên là chúng ta cũng cân nhắc nhá. Chúng ta sẽ cân nhắc. Đúng rồi, chúng ta phải ướp đá bạn nhá. Chúng ta phải ướp đá. Ướp đá mà chai vang như thế này. Đây là chai vang Abazia Moscato. Đây là một chai vang ngọt các bạn nhá. Và chai vang này được làm theo phương pháp Chamat, là một phương pháp làm sparkling rất là nổi tiếng của nước Ý. Và là cái chai ban đầu thì cái chai vang này cũng sẽ được làm như một cái chai vang thông thường, làm ra still white, tức là vẫn là những cái chai vang hồng thông thường. Và cái lần thứ hai khi mà tạo ra cái CO2 thì sẽ được lên cùng với đường, cùng với men chết, sẽ được bỏ vào một trong cái tanh, một cái thùng thép không dỉ, một cái thùng thép không dỉ ạ. Và nó sẽ khi trong quá trình lên men lần hai như thế này sẽ tạo ra cái bọt khí CO2 nó rất là đẹp. Lát nữa chúng ta sẽ cùng quan sát nhá. Và lên men ở thùng thép không dỉ các bạn nhá. Xin chào Tạ Thu Minh. Màu đẹp, vang đẹp thế. Vâng ạ, cảm ơn bạn. Màu vang này rất là đẹp đấy ạ, màu vang hồng. Ok ạ. Xin chào các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng khui được rồi nhỉ. Xin mời bạn bạn Huynh khui giúp mình nhé. Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Huynh khui ạ. Rồi, cảm ơn bạn Huynh. Chúng ta sẽ chờ bạn Huynh khui một chút nhá. Trong lúc chờ bạn Huynh thì chúng ta sẽ cùng ngắm thật là kỹ cái chai vang rất là đẹp như thế này. Một cái chai vang mà sẽ làm ngây ngất bất cứ một người thưởng thức nào, kể cả các chị em lẫn các đấng mày râu đúng không ạ?
các chị em thì cực kỳ là phê pha với chai rượu vang này rồi. Thế còn các đấng mày râu, sau khi mà chúng ta uống rất là nhiều loại mà làm cho chúng ta cảm thấy hơi mệt, thì rõ ràng khi mà kết thúc vào một cái chai sparkling vang ngọt Moscato như thế này rất là hay các bạn nhá. Thì là thật là tuyệt vời đấy ạ. Đó, cái chai vang này nhìn nó rất là quyến rũ đúng không ạ? Ôi chị, thực ra mình rất là sợ cái tiếng nổ của cái chai này. Mình rất là sợ cái tiếng nổ của cái chai vang này. Nó đã được nổ ra rồi. Tuyệt vời, đây là cái nút bần nhá mọi người ạ. Đây là cái nút bần của cái chai vang sparkling mà chúng ta đang thưởng thức đấy ạ. Ok. À vâng, bạn Hắc Ngọc Huyền ơi, Cao Minh vẫn giao hàng bình thường nhá. Vẫn giao hàng bình thường ạ. Tuy là dịch nhưng mà chúng ta vẫn phải giao hàng thôi đúng không ạ? Chúng ta vẫn giao hàng bình thường. Đây nút bần ạ. Các bạn có biết là cái nút bần khi mà càng ra ngoài không khí ấy, thì nó càng co ngót lại đúng không? À là càng nở ra như thế này. Và chúng ta thấy cái nút bần nó rất là lớn như thế này, cỡ lớn như thế này. Vâng. Đây là cái nút bần rất là thú vị đây. Mọi người có thể quan sát nhá. Ui đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Để cho mọi người xem luôn. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Các bọt khí li ti nổi lên không ạ? Hàng triệu bọt khí đang nổi lên đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Ôi, thơm ngát luôn. Mọi người ạ, mình chưa chạm mũi vào người, nhưng mà rõ ràng cái mùi hương ạ, nó lên rất là tốt. Nó thơm ngát luôn. Rất là thơm, rất là thú vị. Mọi người có nhìn thấy rất là nhiều bọt khí như thế này không ạ? Đó. Như buổi trưa hoặc là buổi tối chúng ta mở một tiếng nhạc du dương, một tiếng nhạc hoặc là những cái bản nhạc vui nhộn như Cao Minh đang mở, và rót ra một ly sparkling để thưởng thức cùng người thân, cùng bạn bè thì cũng rất là hay đúng không mọi người? Mà hơn nữa là cái chai này ướp rất là lạnh rồi. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Cao Minh ướp rất là lạnh ạ. Chúng ta sẽ sử dụng ở nhiệt độ 4 đến 6 độ C nhá. 4 đến 6 độ C ạ. Ok. Là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngửi nào. Bạn Huynh, xin mời bạn Huynh nào. Bạn Tuấn không có ly á? Xin mời mọi người nha, cùng cụm ly nào, cheese. Ôi, thơm ngát luôn à mọi người ạ, ngửi thơm. À, chúng ta sẽ ngửi thấy á, cái hương vị trái cây nhiệt đới nhá. Các vị quả mọng ạ. Quả chín mọng đỏ. Và một cái mùi hương mà chắc chắn 100% ai cũng ngửi được. Đó chính là mùi hoa hồng bạn nhá. Đó là mùi hoa hồng ạ. Rất là thơm. Ok, xin chào Tạ Thu Minh. Chào mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng Thanh Dung vừa miêu tả về cái cảm nhận về mùi hương. Đó là những cái mùi hương đậm đà của hương trái cây. Những mùi hương thơm đặc trưng là mùi vị hoa hồng các bạn nhé. Chúng ta sẽ cảm nhận thấy những cái mùi vị của những cái quả mọng đỏ, quả chín đỏ đấy ạ. Rất là đặc trưng nhé các bạn nhé. Đấy, bọt khí vẫn đang lên, tiếp tục lên đúng không ạ? Chai vang thật là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nếm nhá. Xin mời các bạn nhá. Mời các bạn ạ. Ôi cái ly này nó đẹp, ơi là đẹp luôn. Mọi người có thấy là nó rất là đẹp không ạ? Tuyệt vời luôn ạ. Thật là mỹ miều với cái ly như thế này với sử dụng ly vang hồng. Hương Phạm Thanh lấy hai chai nhé. Cảm ơn chị ạ. Chị hãy inbox cho Cao Minh để Cao Minh chuyển hàng đến cho chị nhá. Ôi chai này tuyệt vời quá mọi người ạ. Trời ơi, ngon, không biết tả nào, nó ngon, nó rất là ngon mọi người ạ. Nó thanh, vị nó thanh nhẹ, ngọt nhẹ thôi, không ngọt gắt mọi người nhá, ngọt rất là nhẹ thôi, thư thái, thư giãn. Nó mang cho mình cảm giác cái gì đó rất là fresh, tươi mới và nó tràn đầy sức sống ấy ạ. Đây là một ly mà chuẩn bị cho bắt đầu một cái tuần mới nhà làm việc mà chúng ta thưởng thức vào buổi tối ngày thứ hai thì cũng rất là hay. Khi mà một chúng ta chuẩn bị cho một cái tuần dài làm việc, mà nhất là hiện nay thì cái Covid nó cũng làm cho mọi người khá là căng thẳng đúng không? Thì khi mà chúng ta có một cái đồ uống mà nó thỏa mãn được những cái giác quan, mọi cái giác quan giống như cái chai sparkling như thế này thì cực kỳ là tuyệt vời mọi người ạ. Rót vào ly nhìn đã mê, ôi cảm ơn bạn nhá. Đó, nhìn tuyệt vời luôn ạ. Thì cái chai này thì là một cái chai ở Bắc Ý các bạn nhá. Vâng ạ, ở vùng Piemont ạ. Ở vùng Piemont của Ý. Và nó là một cái hãng sản xuất là Abbazia di San Gaudenzio. Là một cái hãng sản xuất cũng khá nổi tiếng của Piemont của Italia.
Và cái nho mà làm nên cái chai vang này đó là nho Moscato. Moscato nó là một cái tên gọi chung thôi, chứ còn nó là một cái dòng họ nhà Muscat nhá, với rất là nhiều tên khác nhau. Đó, Moscato là gọi tên gọi chung của một cái dòng, một cái loại giống nho, một cái loại giống nho là làm lên cái chai vang ngọt các bạn nhá. Xin chào Thùy Dương Nguyễn ạ. Xin chào các bạn đang xem livestream của Cao Minh. Chúng ta đang thử một cái chai vang hồng ngọt nhẹ rất là tuyệt vời luôn ạ. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Xin mời mọi người nhá. Ta phải uống tiếp ạ, ngon quá. Cụm ly nhá, xin mời nào. Ok. À, Huynh mang lên cho các bạn nữ. Tuyệt vời luôn. Bảo các bạn uống một ly Plus nhá, ngâm lạnh thêm một chút nào. À, tuyệt vời luôn. Đó. À, rót cho chị thêm một tí nữa. Bởi vì là nó rất là ngon. Đẹp tuyệt vời luôn ạ. Ok, cảm ơn Huynh. Bột khí lên rất là đẹp luôn. Rất là ngon. Đó, ướp lạnh như này mọi người ăn trưa xong mọi người thưởng thức thì không còn gì để nói. Tuyệt vời luôn đấy ạ. Báo giá cho các bạn mua luôn nhé. À, đầu tiên là trong cái quá trình mà chúng ta cùng xem này thì mình cũng nói qua về cái phương pháp mà Charmat Method nhá. Một cái phương pháp làm sparkling rất là nổi tiếng của nước Ý. Đầu tiên là cái Charmat Method này là phương pháp sản xuất vang sủi được phát minh tại Ý. Và cái bản chất của phương pháp này ấy, là cái quá trình giữ lại các bọt sủi trong rượu nhờ cái quá trình lên men thứ cấp hay là carbon hóa lần thứ hai đó. Nó xảy ra trong các bể thép lớn không xỉ. Và cái lịch sử hình thành của nó thì so với rượu vang đỏ và rượu vang trắng và thì rượu vang sủi có lịch sử hình thành và phát triển nó có ít hơn các bạn nhé. Tuy nhiên là ý tưởng sản xuất rượu vang có chứa các bọt sủi trong chai thì mới được các nhà sản xuất nhen nhóm thực hiện vào trong vòng 500 năm trở lại đây. Và trước cái phương pháp Charmat này thì là phương pháp mà một cái phương pháp khác cũng ra đời và nó đã làm cho một cái ra một cái chai sparkling nổi tiếng thế giới, đó là chai champagne đấy ạ các bạn ạ. À, xin chào Mã An Phi, vừa đẹp vừa ngon Phi ơi. Chai này tuyệt vời luôn Phi ơi. Nếu em có em có đang ở Láng Hạ thì sang ngay, xin chào Phú Tài nhá. Sang Cao Minh để có thể thưởng thức cái chai này luôn. Chai này ngon tuyệt vời ạ. Mùi hương hoa hồng rất là tuyệt vời. Mùi hoa hồng cánh mỏng. Cái hoa hồng Sapa mà mọi người hay thích á, một cái giống hồng đó thì nó cũng là cái vị đặc trưng của mùi hoa hồng. Rất là tuyệt vời. Thì các bạn cũng biết là cái trong các dòng vang sủi nhiều người nhầm tưởng giữa cứ vang sủi là champagne, nhưng không phải các bạn nhé. Chỉ những cái chai nào mà được sản xuất tại vùng champagne của nước Pháp thì mới gọi là champagne, thì còn lại chúng ta sẽ gọi chung là vang chủ sủi là sparkling, hoặc là ở Ý thì Prosecco, ở Tây Ban Nha thì là Cava các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể lưu ý giúp mình cái điều này ạ. Yeah, bạn Mã An Phi đã thưởng thức, ok. Chai rất là tuyệt vời đúng không? À đúng rồi, An Phi thưởng thức rồi, quên. Ngon nhỉ, cheese. Yeah. Và các bạn có biết không là một cái điều rất là hay nữa đó chính là thông thường những cái chai rượu vang sparkling ấy thì giá lại rất là rẻ. Quang Anh, xin chào bạn Cao Quang Anh Nguyễn nhé. Thông thường những cái chai rượu vang sparkling sủi ấy thì giá là rất là rẻ, nó chỉ dao động ở tầm khoảng 300.000, hơn 300.000 đến hơn 500.000 thôi. Ví dụ như chai vang này là chưa có chương trình khuyến mại gì thì nó có giá khoảng hơn 500.000 bạn nhé. Chưa có chiết khấu, chưa có chương trình promotion gì, giá bán lẻ của nó là hơn 500.000 thôi. Đó, cho nên là chỉ với cái giá tiền rất là rẻ mà chúng ta đã có thể sở hữu một cái chai sparkling như thế này rồi. Các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Mà nhất là buổi trưa thứ hai mà trời nắng nhẹ nhẹ đúng không? Mệt là chúng ta có thể sử dụng một cái ly tuyệt vời. Rất là tuyệt vời ạ. Okay. Và với cái thời lượng mà là wine tasting, mình cũng chỉ mong là diễn ra khoảng 20 đến 25 phút thôi, để mọi người có một cái góc nhìn, một cái cảm nhận về rượu vang và những chai rượu vang mà Cao Minh giới thiệu nhé.
Thế thì chương trình ngày hôm nay mình xin phép được kết thúc ở đây. Và rất là hy vọng là nếu các bạn nào quan tâm đến những chai sparkling, chai vang hồng thì hãy inbox ngay cho Cao Minh nhé. Chúng tôi có cái giá ưu đãi rất là tốt dành cho những cái chai vang này đấy ạ. Một lần nữa xin mời các bạn nhé. Một lần nữa mời các bạn ạ. Yeah. Ôi, bạn ấy uống nhanh hơn mình á. Yeah. Cùng ly. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào Cương Cao ạ. Xin chào mọi người nhá và hẹn gặp lại ạ.